mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt có người mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Đường này bữa nay thấy tụi mấy đứa nhỏ cũng vô đó. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Hôm nay đi lòng vòng quay cảnh ở đây thấy một nhóm thanh niên nó vô đây chơi rồi dẫn nó đi vô đá trường luôn. Tụi con ở đâu tới vậy? Phú Tân hả? Phú Tân cũng gần. Bên đứa nhỏ Phú Tân đi vô. Nó cần trong những lần trước đang có những lần trước mẹ con người ta chung làm những cho chung nhau người ta làm trước đó đang nghe tiếng tiết kêu tay thở tận ống thở tận ống nè mấy chị em ta đúng không miên cái này người ta làm bằng những lần trước đó phiền ăn những trăng gì anh nói là cha phải nói cái chôn thì sẽ đạp như này chạy xuống rồi con trai mới dùng biết mấy chạy chạy còn mấy chị em lại là mấy chạy đập ra dữ lắm cũng 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 cái thứ bọn đấy đến cho hàng ông ấy mong thầy ok bọn đấy cái bông để trang trí.
Mấy cái lễ của đồng bào người Khmer hay có làm cái này đúng không? Đã chuẩn bị làm lễ, gọi hôm nay là làm phước cúng lễ. Trong xóm làng ta rủ nhau lại, ta tiếp người sai chân. Mấy cụ lớn tuổi thì người ta làm mấy cái bông này. Mấy cái bông nữa là bông điệp. Bông điệp thì ở trong làng thì người ta trồng ở trước nhà cũng nhiều. Người ta hái cái bông đó lại, ta làm cái này. Cái phong tục của người đồng bào Khmer là có lễ này nọ, thế là trong làng ta chúng nhau lại, ta tiếp người ta ăn chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiểu cái này là theo phong tục người Khmer. Cái bông đó là bông điệp. Mình có để trường cúng. Hôm nay là 12. Đi ngang đây thấy bà con ta làm cái này. Để chuẩn bị ta làm lễ cúng cái gì. Bé này nhỏ nó bắt đầu nó tập nó học toàn. Trái tim của tôi và như thế.